Sau một đêm ngon giấc ở trung tâm đào tạo trẻ của VFF, 32 cầu thủ nhí đang rất háo hức bước vào buổi tập đầu tiên. Liệu giáo án của huấn luyện viên Phạm Như Thuần có làm khó những chân sút tài năng? Hôm qua chúng ta đã khai mạc xong gặp một trận mưa lớn không tập luyện được, đúng không? Các bạn rất háo hức, thầy biết. Nhưng hôm nay chúng ta tập 2 buổi. Bây giờ là lúc các bạn thể hiện ở trên sân. Các bạn phải có sự tập trung của mình, các bạn phải thể hiện tất cả những cái gì thầy yêu cầu, ban huấn luyện yêu cầu. Các bạn phải nuôi ước mơ lên để làm sao giống được như Quang Hải, giống được như Công Phượng. Sau màn khởi động, giáo án siêu to, siêu khổng lồ ngay lập tức bay ra trước mặt các cầu thủ nhí. Có bạn đã sử dụng đến 3 chạm rồi. Bóng phải vừa phải. Ở khoảng cách 10 mét này chúng ta phải biết truyền bóng như nào cho hợp lý. Trước khi truyền các con phải ngẩng mặt lên xem bạn mình ở đâu. Các con cứ đếm 1, 2, 3, 4. Và động tác cũng vẫn phải dẻo và nhanh nhẹn như vậy. Tất cả các yêu cầu đều giống nhau. Đất lên 1, 2, 3. Bóng vẫn chạy. Và gần quá, không được xa quá. Những sai lầm nhanh chóng được uốn nắn ngay lập tức. Gần đến cuối giáo án, nhiều cầu thủ nhí đã thấm mệt. Con cảm thấy hôm nay tập rất là mệt. Con chưa bao giờ từng trải qua tập nhiều như thế này. Cái yêu cầu của thầy dẫn bóng thật nhanh nhá. Vượt qua mắt cô. Phải hoặc trái tùy các bạn. Không, trong đó sút ngay. Nhanh lên. Được chưa? Phải đi bóng thật nhanh. Tốc độ lên. Đi bóng vẫn chậm lắm. Phải nhanh. Nhanh nhất. Sút mạnh. Bất ngờ của huấn luyện viên Như Thuần chưa dừng lại. Thể lực luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu ở môn thể thao vua. Và ngay trong buổi tập đầu tiên, các cầu thủ đã rút ra được bài học, chỉ khổ luyện mới thành công. Đi hẳn vào trong sân cũng được các con, đi hẳn vào bên trong sân. Bài tập hôm nay mệt nhất là bài tập chạy, vì nó rất nhiều, vì nó thể nhất nhiều thể lực. Bài tập cuối là chạy 2 vòng sân ạ. Bài tập đấy cần phải có thể lực ạ. Hôm nay là chỉ là một buổi tập kỹ thuật thôi nhá. Nhưng nhiều bạn là làm chưa tốt đâu. Trong lúc chạy nó phải mệt như thế. Tất cả đều phải vượt qua hết. Sau khi vượt qua được rồi chúng ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng, đúng không? Như giờ chúng ta chiến thắng bản thân mình. Chúng ta kết thúc buổi tập ở đây nhá. Cảm ơn các con. Đứng dậy. Vỗ tay một mình. Đứng dậy. Vỗ tay một mình. Vỗ tay một mình. Vỗ đi, cứ vỗ đi. Rồi. Thầy nói luôn, bạn này có kỹ thuật nhưng không có một cái sự tập trung nào cả. Rõ chưa? Thầy nói để con nghe. Nếu con vẫn giữ thái độ như thế này thì con là người đầu tiên bị loại. Nhận xét xong tất cả vỗ tay, con ngồi không như này. Con không tập trung gì cả. Có vấn đề gì không? Mệt quá. Tập trung vào lần thứ hai, nhớ chưa? Buổi tập chiều, nhớ chưa? Nếu còn thái độ như vậy là sẽ không ổn. Nhá. Về chỗ đi. Rõ chưa các bạn? Con do là mệt quá nên là đã bị sao nhãng đi và quên nghe thầy nói nên là thầy đã phạt con. Con xin lỗi thầy, lần sau con sẽ cố gắng tập trung hơn. Sau 5 bài tập mệt lử, buổi chiều 32 cầu thủ bước vào phần đối kháng. 14 chân sút siêu cao, siêu khổng lồ sẽ đối đầu với nhau. Ở lứa tuổi từ 9 đến 12, các em đã sở hữu chiều cao ấn tượng như Hồ Văn Khoa 1m65, Đức Hiếu 1m64, Quang Khải 1m61. Điều này hứa hẹn một trận không chiến nóng bỏng và giàu thể lực. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại cabin bình luận của trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 219.
chúng ta đang có mặt tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Đây là trận đấu đối kháng của 14 chân sút. Những em nhỏ sinh năm 2007 có chiều cao tốt là Hồ Văn Khoa, Nguyễn Đức Hiếu và Hoàng Quang Khải. Đường chuyền là của Văn Khoa. Nhìn thoáng qua trên sân, lúc này chúng ta thể thấy được rằng những em nhỏ áo trắng đang có chiều cao rất tốt. Pha lấy bóng là của Tuấn Vũ, cầu thủ mã số 30 bên phía đội bóng đỏ, rất điềm tĩnh để xử lý bóng bên phần sân nhà. Một tình huống sâu kim của Tuấn Vũ, một pha xử lý ấn tượng của cầu thủ mã số 30. Tiếp theo là tình huống pha bóng của Văn Khoa, một pha phối hợp phạt góc của các thủ áo đỏ. Công Minh chuyền bóng ngược trở lại cho đồng đội, đường chuyền dành cho Lương Đức. Đấy, tỷ số là 1-0 dành cho đội bóng Toyota. Đó là pha dứt điểm của Ngọc Thành, tiền đạo mang áo số 10 bên phía đội bóng đỏ. Ở trong pha bóng vừa rồi thì thủ môn Gia Bảo đã không thể làm được gì trước một cú dứt điểm quá gần. Chắc chắn rằng ở trong khoảng thời gian tới thì các thủ áo trắng sẽ phải chơi gắn kết hơn để tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số. Một tình huống chuyền bóng vượt tuyến lên phía trên dành cho Ngọc Khoa. Tình huống quạ người, chuyền bóng cho Tuyến Hay. Tiếp tục, tỷ số là 1-1 dành cho đội bóng Toyota 1. Đó là pha dứt điểm của Đức Hiếu, cầu thủ cũng có chiều cao rất tốt ở trên sân, 1m64 và em đến từ Nam Định. Một cú dứt điểm hoàn hảo kết thúc cho một pha phản công nhanh của các thủ áo trắng. Bộ ba phối hợp với nhau ở trong tình huống vừa rồi là Ngọc Khoa, Văn Quảng và Đức Hiếu. Tỷ số lúc này đã là 1-1. Sút xa không được, một pha đổ người quá hay của Gia Bảo. Cơ hội dành cho các thủ áo trắng, rất khéo léo qua thủ môn, đối mặt với khung thành không được. Một tình huống xử lý bóng rất kỹ thuật của cầu thủ áo trắng, nhưng sau đó lại là một pha bóng bỏ lỡ. Dứt điểm, dứt điểm không thể chiến thắng được Duy Hợp. Vừa rồi là pha dứt điểm từ xa của Thanh Lâm. Rất bình tĩnh, đó là những pha xử lý của Công Minh. Cười, không có bàn thắng dành cho các cầu thủ áo đỏ. Đó là pha băng vào dứt điểm của Quang Khải. Chúng ta một lần nữa xem lại những diễn biến chính ở trong hiệp thi đấu đầu tiên của trận cầu đối kháng ngày hôm nay. Hai bàn thắng đã được ghi ở trong hiệp 1 và đây là những diễn biến chính ở hiệp thi đấu thứ 2. Không được, dứt điểm. Đã có bàn thắng thứ hai dành cho đội bóng Toyota 1. Lần này thì đội bóng áo trắng đã vươn lên dẫn trước. Chúng ta một lần nữa xem lại tình huống phối hợp dẫn đến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Và người ghi bàn là Thanh Lâm. Cơ hội vẫn còn dành cho các thủ áo đỏ. Công Minh, Công Minh và Tuấn Vũ lúc này đang để lại ít nhiều những ấn tượng ở trên sân với những tình huống phối hợp với nhau. Đường chuyền của Công Minh, Tuấn Vũ, cú sút xa thiếu chính xác của Tuấn Vũ. Bên phía các thủ áo đỏ, chúng ta thấy được rằng bộ đôi mang áo số 17 và 30 là Công Minh và Tuấn Vũ vẫn đang phối hợp với nhau rất hay. Dứt điểm, đó là pha dứt điểm từ xa của Công Minh. Chúng ta cùng nhau xem lại những tình huống ấn tượng ở sau hai hiệp đấu của trận đấu ngày hôm nay. Đã có 3 bàn thắng đã được ghi. Phần thắng cuối cùng lúc này đã thuộc về đội bóng Toyota 1. Các đội mình đã gắn kết và đoàn kết với nhau khá là. Chúng ta có khá mệt nhưng mà vui. Trong trận vừa rồi con đã chưa quen với các bạn lắm. Chú 30 vào trúng chân này và em cảm giác lúc ấy rất đau. Những bước chạy đầu tiên của 32 cầu thủ nhí ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF đầy bỡ ngỡ và đẫm mồ hôi. Các giáo án siêu khổng lồ sắp tới là gì? Hãy đón xem tập tiếp theo của Chắp cánh ước mơ sân cỏ vào 16:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV6.